Có bao giờ bạn được nghe về kinh nghiệm dân gian hay phong tục truyền thống không? Những điều đó đôi khi nghe thật thiếu thuyết phục, có khi vô lý, vì không hề có bằng chứng thực nghiệm hay khoa học nào cả, rõ ràng là mê tín dị đoan 100%. Và chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ liên quan đến các loài động vật, là nguồn cơn mê tín số 1 trong văn hóa của loài người. Một số nơi trên thế giới, một số động vật được xem như là thần linh vậy, nó được người ta tôn thờ và cúng bái. Ai mà nghĩ được một con mèo bình thường chúng ta nuôi trong nhà, lại là loài động vật quan trọng nhất trong xã hội Ai Cập cổ đại. Họ cho mèo là loài động vật thần thánh, tượng trưng cho thần Bass, vị thần bảo hộ cho y học và xua đuổi ma quỷ. Đó là Ai Cập, thế còn các nước phương Tây thì sao? Trong lịch sử phương Tây, mèo đen được coi như một biểu tượng của điềm dữ và xấu xa. Ở đa số các nước châu Âu, chúng là hiện thân của những điều xui rủi. Một con mèo đen chạy qua đường đồng nghĩa với việc sẽ có chuyện xấu xảy ra, thậm chí là có người chết. Những điều mê tín ở động vật thật đa dạng và phong phú. Hãy cùng nhau lý giải chủ đề thú vị này nhé! Mê tín ở động vật bắt nguồn từ những tín điều thời nguyên thủy, lúc con người còn sống gắn bó với thiên nhiên. Bắt đầu từ những câu chuyện thần thoại xa xưa, khi mà các vị thần đã bị đe dọa từ những kẻ khổng lồ, mà đã giấu mình dưới vóc dáng của những loài vật. Sau đó, người dân một cách tự nhiên bắt đầu thờ cúng những con vật, mà vị thần của họ đã biến thành. Đây là ý niệm cho rằng, thần linh hiện thân trong bản tính của các con vật. Một lý do khác là do môi trường sống. Cuộc sống nơi núi rừng hàng ngày đều đối mặt với các loài muông thú. Họ tin rằng thờ cúng sẽ giúp họ tránh được tai họa khi khai thác các sản vật tự nhiên và như có thêm phần sức mạnh. Ngoài động vật trong rừng, các vật nuôi trong nhà như trâu, bò, được cho là những con vật có linh hồn. Truyền thuyết vẫn nói về sự gắn bó giữa động vật và con người. Một số dân tộc có những đoạn kể tạ ơn các con vật khi đã giúp đỡ cho họ trong những lúc khó khăn. Có lẽ từ đây mà họ tôn thờ để tưởng nhớ công ơn. Nhưng điều lớn nhất để con người tôn thờ và ghét bỏ một loài nào đó, vẫn là do hiệu ứng đám đông cuồng tín. Những câu chuyện ly kỳ được thêu dệt lên, rồi truyền lại cho con cháu các đời sau, trở thành một tập tục, một nỗi sợ, ngay cả khi những con vật nhỏ nhất cũng mang đến may mắn hay tai ương. Người Ai Cập cổ đại đặc biệt chuộng thờ các con vật, ngay cả hệ thống thần linh của họ cũng vậy. Con mèo đặc biệt liên quan đến thần Bastet, thần Ibersis, và khỉ đầu chó là thần Thốt, cá sấu là thần Sebek và Ra. Con cá là thần Set, chó và chim ưng là thần Anubis, rắn và lươn là thần Atum, bọ cánh cứng là thần Khepera, bò đực là thần Apis. Những vị thần này thông thường hiển thị dưới dạng sinh vật lai, họ còn ướp xác các con vật này để thể hiện tín ngưỡng của mình. Thờ cúng động vật cũng là một nét thịnh hành tại Việt Nam, xuất phát từ tín ngưỡng tự nhiên. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh chúng trong đền, miếu, hoặc trong chùa. Đó là một trong những nét đẹp mang tính nhân văn của người Việt. Người dân duy trì nét tín ngưỡng đó, như một sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc, gắn liền với sức sống và sự phát triển của một vùng đất, kết tinh từ quá trình định cư và cộng cư, thể hiện lòng biết ơn. Con bò là ví dụ to lớn cho các con vật được tôn thờ, xuất phát từ sự gần gũi và vai trò to lớn của nó trong đời sống. Bò là biểu tượng to lớn trong các nền văn minh như Lưỡng Hà, Ấn Độ. Ở phương Tây trong những tập kinh thánh, trong đó có nêu lên việc thờ phượng con bê vàng, bò thường là vật hiến tế thiêng liêng trong nghi thức cũ của Thiên Chúa Giáo. Ở Ấn Độ và nhiều nước Đông Nam Á, người ta thờ con bò trắng Nandi là vật cưỡi của thần Shiva. Người Ai Cập tôn thờ thần bò, như con bò mộc Apsis, con bò mộc Nervis. Người da đỏ ở Mỹ quan niệm rằng, mỗi con bò rừng trắng được sinh ra đều là biểu tượng thiêng liêng, cho niềm hy vọng và đem lại những điềm lành cho thế giới. Bắt nguồn từ một truyền thuyết của bộ tộc người Lakota, chuyện kể có chiến binh nhìn thấy thần Tesanwi, dưới hình hài một người thiếu nữ xinh đẹp mặc áo lông bò trắng toát. Thần Tesanwi đã nhắn nhủ rằng, hễ khi nào một con bò rừng trắng chào đời, thì đó là điềm báo nữ thần sẽ lại hiển linh, mang theo sự hòa hợp và phúc lành đến nơi trần thế. Tục thờ hổ phổ biến ở một số quốc gia châu Á,
nhất là những quốc gia có hổ sinh sống. Tại đây, hổ được tôn sùng là giống loài dũng mãnh nhất, là chúa sơn lâm, là sơn thần ngự trị trong rừng già. Hổ còn là một linh vật trong 12 con giáp, tượng trưng cho sức mạnh, là biểu tượng của võ công, sức mạnh, uy quyền và tâm linh. Tại Trung Quốc và Triều Tiên, họ cũng thờ cúng hổ để cầu mong sự phù hộ. Ở Ấn Độ, hổ cũng là một con vật được tượng trưng cho sức mạnh, có thể trấn áp được ma tà quỷ quái, nên Ấn Độ sùng kính hổ bất chấp mối nguy hại do hổ gây ra. Ở Việt Nam, hổ là hình tượng phổ biến trong đời sống dân gian, từ vùng đồng bằng cho đến miền sơn cước, nhất là ở những chốn rừng núi sâu thẳm, thì hổ luôn được thờ phụng, nhang khói. Hổ hay ông 30 là tên gọi đầy uy linh, quyền kính. Ở miền Nam Việt Nam, quá trình khai hoang mở cõi, những cư dân đầu tiên vào khai phá vùng đất Nam Bộ, phải đối đầu với nhiều khó khăn. Hổ cũng là đối tượng mà những cư dân thời ấy phải dè chừng, vì thế, ở các đình miếu ngày nay vẫn lưu truyền nhiều giai thoại về hổ. Người ta khiếp sợ và tôn thờ hổ, gọi hổ bằng từ ngữ tôn kính ông hổ. Tục thờ ông hổ hầu như ở chùa miếu nào cũng có. Khỉ cũng là động vật được tôn làm thần thánh và được thờ cúng ở nhiều quốc gia. Ở Trung Quốc và Việt Nam có tục thờ Tề Thiên Đại Thánh hay Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không là đấu chiến thắng Phật, được thờ phụng như một vị Phật. Do sức ảnh hưởng lớn trong văn hóa dân gian, từ một hình tượng hư cấu xuất hiện trong văn học, Tề Thiên Đại Thánh một nhân vật có nhiều phép thần thông biến hóa, đã trở thành một đối tượng được thờ phụng trong nhiều đền miếu người Hoa, đặc biệt là ở vùng Phúc Kiến. Trong tôn giáo của người Nhật, khỉ chính là vị thần bảo hộ, nên linh vật khỉ xuất hiện trong nhiều công trình tín ngưỡng từ cổ xưa. Trung gian giữa thần linh và con người, khỉ được tin là có thể xua đuổi sâu bệnh. Tướng quân Tokugawa Ieyasu đã suy tôn thần khỉ là vị thần bảo vệ sự yên bình của đất nước Đông Doanh. Bên cạnh đó, vẫn có một số con vật bị ghét bỏ. Trong suy nghĩ của người phương Tây, quạ từ lâu đã được coi là một điểm xấu, bởi vì nó hay ăn xác thối rữa. Trong một số sử thi phương Tây, quạ còn là loài vật báo hiệu cái chết của các vị anh hùng trong những trận đánh lớn. Chúng thường đi thành cặp và thường xuất hiện trước người phụ nữ, là mẹ hoặc vợ của các anh hùng để đưa tin dữ. Ngày nay, người phương Tây vẫn thường xem quạ là hiện thân của điềm gở. Người Pháp tin rằng quạ là linh hồn của các linh mục xấu xa. Người Đức coi con quạ là hiện thân của linh hồn bị nguyền rủa. Trong khi ở Nga, phù thủy được cho là có hình dạng của quạ. Con mèo đáng thương vẫn không thoát khỏi số phận. Mèo đen bị coi là ma quỷ, là biểu hiện của điềm xấu. Điển hình là niềm tin về việc một con mèo đen băng ngang đường, người nào đang đi thì người đó sẽ gặp xui xẻo, hoặc chuyện mèo là những phụ tá cho các mụ phù thủy. Vào thế kỷ 14, thời Trung Cổ ở châu Âu, mèo bị kết án là sứ giả của quỷ, là hiện thân của phù thủy, và bị thiêu sống trên giàn hỏa, hoặc bị ném từ tháp cao xuống nền đá cho đến chết. Dù là thế kỷ 21, nhưng những mê tín gắn liền với các con vật vẫn là một nét văn hóa cổ xưa rất đặc biệt. Quan trọng nhất, các con vật nên được bảo vệ. Đừng vì những định kiến cổ hủ mà đối xử tệ với nó các bạn nhé. Các bạn có học được điều gì mới không? Hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Cảm ơn và xin chào các bạn.